Từ hôm nay 15 tháng 4, thì người dân đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, khai báo chính xác thông tin và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không cần thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào. Hiện thì các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine đồng loạt cho người dân trên cả nước. Chỉ cần truy cập vào ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc PC COVID vào mục hộ chiếu vaccine, chị Trâm đã có thể thấy chứng nhận hộ chiếu vaccine của mình. Chứng nhận có thời hạn trong vòng 1 năm. Chỉ cập cái phần mềm PC COVID vào, một cái là tôi có thể thấy ngay cái phần hộ chiếu vaccine là đã hiển thị hết 3 mũi tiêm mà tôi đã được tiêm. Sau này mình đi du lịch ở đâu đấy thì sẽ rất là tiện khi sử dụng. Theo Bộ Y tế, đã có hơn 380.000 người được cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine. Sau khi các cơ sở y tế trên toàn quốc xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số trên những dữ liệu do các cơ sở thực hiện, dữ liệu này sẽ được đưa về hệ thống quản lý cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế sẽ là đơn vị cuối cùng rà soát các thông tin của từng người để cấp hộ chiếu trên công nghệ số. Quy trình mà chúng tôi đang thực hiện, tôi thấy là nó cũng diễn ra thuận lợi. Cái quan trọng nhất là cái thông tin ban đầu. Khi mà chúng ta áp dụng lấy thông tin của người tiêm theo cái mẫu quy định của tiêm chủng quốc gia như vậy, và đặc biệt là cái ý thức để hoàn thiện cái thông tin cho nó đầy đủ ngay, thì các cái bước tiếp theo sẽ tương đối là thuận lợi. Hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử. Chứng nhận này được sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh khác như căn cước công dân, hộ chiếu. Các thông tin định danh không được đóng gói trong mã QR nhằm bảo mật, tránh sai sót, lộ thông tin cá nhân. Khi người dân đến tiêm thì cần cung cấp những thông tin về thông tin cá nhân một cách chính xác. Sau đó thì khi cơ sở tiêm xong sẽ thực hiện nhập dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng và thực hiện ký số xác thực lên dữ liệu mỗi ngày. Nếu làm đúng cái quy trình này thì sẽ đảm bảo là mỗi người dân thông tin của họ sẽ được đồng bộ và được lưu trữ chính xác tại cơ sở dữ liệu chung của Bộ Y tế. Việc cấp hộ chiếu vaccine sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam nếu đi ra nước ngoài mà nước đó yêu cầu phải có chứng nhận về tiêm chủng vaccine COVID-19 thì mới được nhập cảnh. Hiện nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine với 19 quốc gia.